Chào mọi người, mình là Trung với kênh máy khoan pin cũ nha mọi người. Hôm nay tiếp tục quay máy khoan hàng rời để cho mọi người xem lượng mua nhé. Đấy, mọi người xem video thì like video ủng hộ giúp mình nha mọi người. Like, chia sẻ video ủng hộ và comment đại cái gì bên dưới cũng được. Thả tim rồi gì cũng được nha mọi người. Tăng tương tác video nhé. Đấy, mọi người mua hàng thì liên hệ số điện thoại này giúp mình 0854 901 685 nhé. Số điện thoại bán hàng bên mình đó. Và mọi người có thể là điện thoại hoặc liên hệ qua Zalo nhé. Tốt nhất là mọi người điện thoại trực tiếp là nhanh nhất. Còn Zalo thì có thể nó bị tin nhắn, có thể bị chậm hoặc trôi tin, nó thất lạc thì mọi người thông cảm nhé. Rồi vào việc. Đây, hôm nay thì cũng khá máy Makita. Đây, quay sơ qua cho mọi người thấy nhé. Này, bu lông này, rồi khoan có búa này, đầu khía này, con đầu khía này trước đi. Đây, đây là con đầu khía Makita 12V nha mọi người. Đó, con này nhìn bẩn bẩn. Bị cạc cái vỏ pin. Chờ một tí mình gõ nó ra. Con này này, con này chân pin nó bị này, chân pin nó bị người ta cắn cái gì á, đây này, cắn cái gì này, nó đứt cái chân pin, nó bị rách nha mọi người. Đó, mà mình vẫn thử cái này, mình vẫn thử cái bộ pin, tại vì cái cục pin test của mình là cục pin này luôn, nên mình gắn vào đây mình test thử cho mọi người xem nhé. Cái bọn này nó cắn, nó có cái khớp cắn ở đây này, về mọi người bỏ ra. Ngon luôn mọi người, êm râu luôn. Ngoại hình thì xấu nhưng mà máy rất là êm nha mọi người, máy êm râu luôn này. Quá đã. Phải về vệ sinh đi, cái chân pin nó hơi rít nha. Rồi, thấy nhau mọi người. Đó, ngoại hình của nó, rồi quả pin đây. Cái pin vừa nãy là cục pin để mình tách máy nha mọi người. Cục pin bình thường mình dùng tách máy á, chứ mọi người đừng có tưởng là cục pin của nó chạy nhá. Đây, cục pin này, cục pin mình tách máy, mình đóng pin li-ông rồi mình tách máy nhá. Đây, con số 1, đầu khía Makita 12V máy chạy nha mọi người. Con này là số 1. Số 1 ngoại hình xấu nhưng mà máy chạy ngay êm ru luôn, chạy đã luôn. Số 1 con này 301 nha mọi người. Đấy, đầu khía thì quá nổi rồi, quá là vip rồi. Số 2 đây cũng con đầu khía đây, nhưng mà con này bị này, cái vỏ nó bị nứt bể chỗ này. Đó, về người vỏ này thì thực ra nó cũng chả ảnh hưởng gì tới chạy máy đâu, nhưng mà về mọi người muốn thay hay gì tùy mọi người, mình cứ test thử con máy này nhé. Con này mình nghi là nó sẽ dễ bị cạc rồi, nó dễ bị cạc rồi. Rồi cạc nó bẩn luôn cái phần cò rồi này. Chưa sáng được đèn luôn mà. Rồi, về mọi người mở ra vệ sinh rồi kiểm tra nhé, chưa chạy nha mọi người. đầu khía 12V Makita chưa trải. Con này con số 2. Số 2, con này bẩn quá nhỉ. Con này 190.000. Số 3. Số 3 là một con bu lông. Bu lông Makita 14V4 nha mọi người. Con này bu lông Makita 14V4. Con này thì mình xin phép là không kẹp, tại vì mình không nhớ chân âm chân dương gì cả nhé. Mọi người về mở ra kiểm tra nha mọi người. Mở ra tự kiểm tra nhé. Ok. Đó, ngoại hình của nó đây. Cò của nó đây. Con này số 3. Số 3. Con này 260.000. 260.000 nha mọi người. Mình gắn vỏ pin vào để test mấy cái máy khác. Tiếp theo, đây là con máy khoan Makita 12V. Con này có chế độ búa nha. Đây, búa hay không búa là bấm cái này đây. Rồi, đầu này thì đầu 13 ly rồi đây. Ok, đầu vẫn chạy tốt. Này có bao nhiêu? 6, 7, 8, 10. 10 cấp trượt, 1 cấp khoan nữa chứ. Cái cò nghi nó bẩn rồi, chưa chạy nha mọi người. Chưa chạy. Khàn cái cổ quá. Chưa chạy nha mọi người, con này chưa chạy. Ok. Đây. Khoan Makita 12V có chế độ búa nha mọi người, 10 cấp trượt 1 cấp khoan, có chế độ nhanh chậm. Đó, chưa chạy nha. Con này số 4. Số 4, cây này 290.000. Số 4 290.000 nha. Số 5. Tiếp tục khoan bắc vít Makita 10, con này 9V6, khoan bắc vít Makita 9V6. Con này thì ngoại hình cũng bẩn. Bẩn 6. Đánh vệ sinh lên thì cũng không đến nổi đâu. Ok. Đấy. Rồi, khoan bắc vít Makita 12V, 9V6, thang rời thang ngoài, máy chạy nhá. Này, bình khá là bẩn. Này, Cái chỗ này cục pin nó bị xước cắt rồi gì chỗ này, nhưng mà không bị đứt nha mọi người, không ảnh hưởng gì tới cục pin nha, không ảnh hưởng gì tới bên trong nha. Đây này là số 5, số 5 cái này là 220.000. Số 6 tiếp tục khoan bắc vít, khoan và bắc vít Makita 12V thang rời thang ngoài. Đấy, nó hơi bị rít nha mọi người, hơi bị rít về mọi người, mở ra vệ sinh ra dầu mỡ rồi nhé. Đấy. Đó, thôi mình bóp vừa thôi nhé, về cho mọi người vệ sinh. Chính là đã rít rồi, cố chạy nữa làm gì. Máy chạy nha. Con này con số 6. Số 6 con này là 270.000. Số 6 270.000. Số 7 tiếp tục nha mọi người. Hôm nay có mấy con đấy luôn này, 1 con, 2 con, 3 con, 4 con, 5 con, 6 con, 7 con y thế nha mọi người, 7 con y thế. Khoan Makita 12V thang rời thang ngoài, khoan bắc vít và hết cái đống này luôn. Ok, máy chạy. Đây là số 7 nha. Số 7 270.000. 270.000. Số 8 tiếp tục nha mọi người, khoan Makita 12V thang rời thang ngoài. Con này chạy êm mướt đã mạnh. Rồi cũng kiểu các bạn bị rít nha mọi người, khô dầu mỡ rồi, mọi người về trai dầu mỡ rồi đó. Vệ sinh kỹ và tiếp. Đấy, còn nghe cái tiếng máy rồi rất là êm đó. Nó rít chỗ cái phần đầu này đó. Hôm nay là số 8. Số 8 270.000. Số 9 tiếp tục khoan và bắc vít Makita 12V. Ok. đời thắng mạnh từ cái thắng mà nó giật 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 cái máy này. Đó, nó xả ra không? Đó, rất là mạnh. Đây, khoan và bắt vít Makita 12V thăng rời thăng ngoài nha mọi người. Số 9 270.000. Số 10. Đó, tiếp tục khoan và vít Makita thang rời thang ngoài 12V. Cái này thì hơi rít rít. Đấy, về vệ sinh tra thêm dầu mỡ vào. Đây nha mọi người. Con này con số 10. Số 10 270.000. Số 11. À, số 11 con này 12V. Này, số 11 cũng khoan vào bắt vít Makita 12V nhé. Rất là đã nha mọi người. Số 11 270.000. Mười một 270.000. Số 12 này. Đấy. Cũng khoan vào vít Makita 12V nhé, thang rời thang ngoài. Ok, máy chạy nha mọi người. Số 12 270.000. Số 13 khoan và bắt vít Makita thăng rời thăng ngoài, nhưng mà con này là 9V6 nha. Con này đời thì đây, đời thì nó y luôn con này luôn, nhưng mà 109V6 và 1012V nhé. 9V6 về đóng pin lên 12V y chang rồi. Số 13 con này 240.000. 13 240.000. Đây, số 14 khoan và bắt vít Hitachi 12V thăng rời thăng ngoài. Lực ship của nó là con này là 98 Nm. Con này là số Hitachi nha mọi người. Hitachi 12V thăng rời thăng ngoài. Con này là số 14. Con này 270.000. 270.000 đó. Hitachi với Makita thì những dòng tương tương. Tiếp theo Hitachi 12V. Con này thăng trong. Rất là êm nhé. Ok. Hitachi 12V. Đấy, khoan và bắt vít. Số 15. Con này 220.000. Tiếp tục khoan Hitachi 12V nhé. Rồi. Đầu kẹp này không cạc nhé, nhưng mà nó bị bẩn cò rồi nè, không đãi được đảo chiều nha mọi người. Lúc đảo chiều bị cứng rồi, thì mọi người mở ra vệ sinh kiểm tra nhé. Hitachi 12V khoan chưa chạy. Con này là số 16. Con này 170.000. 170.000. Đây, khoan và bắt vít Hitachi 12V. Em râu mà mạnh đâu rồi, mạnh lắm mà. Mạnh tua cực kỳ. Đó, chỉ có thằng xu này này. Xu này nó bẩn nhiều nha mọi người, bảo cũng phải sức nhiều. Về người vệ sinh kỹ đây là được nhé. Con này là số 17. Con này 240.000. 240.000 nha. Số 18 là con Hitachi 9V6, con Hitachi 9V6 nhé. Con này thì chỗ này nó có bị nứt này. Đó. Đây nha, chỗ này nó có bị nứt một tí nhá. Có chế độ nhanh chậm nha. Máy chạy 9V6 nha mọi người. Con này là số 18. Con này bị nứt tí chỗ này à. Con này 150.000. 18 150.000. Số 19 tiếp tục con khoan Hitachi 9V6 nha. Con này 9V6. 9V6 nhưng mà nó dùng, nó gắn cái vỏ pin 12V luôn này, thấy chưa? 9V6 dùng pin 12V bình thường nha mọi người. Chạy rất là mượt. 22 cấp trượt, 1 cấp khoan. Nhanh dặm ok này. Rồi, số 19 nha. Này số 19. Con này 240.000. 19 240.000 nha. Hitachi 9V6, xài pin 12V luôn. Đây, tiếp cũng con Hitachi 9V6 như lúc nãy, nhưng mà con này mới bể mất cái phần móc này. Đây, bể mất cái phần móc như thế này nhá. Còn thì không quan tâm về ngoại hình thì vẫn xài ok nha mọi người, gắn cục pin hoặc là mọi người kẹp ốc quy, kẹp bình bình thường nha mọi người. Đấy. Chính 9V6 về mọi người, kẹp bình 12V xài bình thường nha mọi người, không hư nha mọi người, không hư nha, đảm bảo nha mọi người, chắc chắn 100% nên mọi người cứ yên tâm. 9V6 12V kẹp bình 12V như nhau bình thường nhá. Đó, con này nó chỉ bị gãi cái phần chỗ cái mắt đó thôi. Máy rất là êm nhé. Ok. Đây, số 20. Con này 140 đi. 140 nha mọi người. Ok. Rồi, kết thúc video ngày hôm nay của mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình. Xem video thì ủng hộ mình một like và chia sẻ, comment video giúp mình nhé. Đấy, số điện thoại liên hệ bên mình 0854 901 685 nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều.